Mấy anh em mình đây xin kính chào cô bác chị bạn. Chào. Ở trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe dành ăn. Hương ơi ra đó nghe Hương. Chú Quang ơi. Dạ em nghe. Ở đây em bán vàng em. Em bán cơm thịt nướng bò kho. Bún riêu hủ tiếu. À rồi ok. Rồi bây giờ hôm nay lâu quá không có chơi cái trò này. Bốc thăm người nào cuối cùng người ăn sẽ có quà 2 triệu. Trong này là 50 cái lá thăm, 10 lá thăm qua lượt, 10 lá thăm là 50k, 30 lá thăm là gọi món nha. Rồi. Ok nè. 2,5 triệu em lấy đợt nhận nữa nhưng mà đây. Có cái hả? Trước em. Thôi em bắt sao đâu. Rồi bác ơi. Xui mai rủi gì đây nè. Có một người nữ này cái chuyện mình đó. Đây nè, đầu tiên vô là 50k nè. Rồi ok. Bốc 50k. Có quyền ra liền. Em được 50.000. Quá lượt. À không qua lượt hả? Mới vô là không từ từ rồi đó. Tí gọi món. Rồi. Rồi ăn gì gọi không làm em? Tí em cho em tô bún riêu trước chị ơi. Rồi bún riêu luôn đi. Rồi 2 tô bún riêu. 2 bún riêu. 2 bún riêu. Đây bún riêu. Cái dòng này có 2 em ăn thôi. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn dùng bún riêu với em. Rồi ăn đi em. Thế Hằng với Tung ngồi xơi nước. Nó ăn miếng em. Thôi em mời anh tự nhiên. Em giờ có thời gian đó, nhìn xe chạy qua. Gán hết Thái với Tí. Em coi đúng rồi, hôm nay em xui nó ra đường anh thấy còn bọt hút em nữa bởi vì em bốc. Cái này là hên xui. Cái dòng sau mà 2 em mà được qua lượt thì đỡ, còn mà hỏi không qua lượt nữa thì có tương lai. Mà em nói dòng hên luôn đó. Hên hả? Đầu dạo bò hút bây giờ bóc qua lượt trước nè. Nãy vô uống bò hút nè không? Ừ. Bò hút. Mà anh thấy trò chơi này cũng vui nè anh Trân. Ăn ít mà lại là người chiến thắng. Hết cái này hên xui mà. Trò chơi hên xui. Mình cũng hên đi chứ bộ. Cái này được ăn này còn gì nữa không hên. Đúng rồi. Người ta dòm điện kìa. Siết thế ơi. Siết em ơi. Cái này mình không có thời gian em ơi. Cái này kéo dài thời gian dữ lắm. Nghĩa em về em còn đi học nữa. Thế Hằng đi học nữa. Thế Hằng hôm nay đi lớp mẫu giáo. Rồi đi làm nữa. Thế Hằng hôm nay là học lớp tròi phải không em? Lớp lá anh. Lên lớp 1. Lớp lá hả? Tại vì đó vô học trường trái cô chạy hết trơn đâu có học được chữ nào đâu. Nghe em nói ví dụ trời đó vô mới vô học cái dắt em vô cái ba má dắt vô trường đầu tiên cái trường trái cô chạy cái ngồi suy nghĩ gì nhìn đọc cái không. Anh đang suy nghĩ là coi cô chạy hướng nào. Hôm nay mình chơi có khác chút xíu là khi nào mà bắt 50k cũng vẫn được qua vòng luôn. Cái muỗng mini quá hấp không đã hả? Bưng bóc luôn ăn. Muỗng mini quá mà. Bự em ơi, cái muỗng mini này hấp không hấp phơi đâu. Rồi xong. Tôi bự mà cái muỗng nó chút chiếu kia mà. Rồi bóc đi. Cho mày bên xuôi bắt trước đi. Rồi bên xuôi trước có quyền. 50k tức là qua vòng luôn á Thái ơi. 50k. Qua lượt rồi. Rồi qua lượt ok. Rồi các em. Rồi. Anh em mình chắc đi ăn. Rồi qua lượt luôn. Rồi mình có ăn thấy rồi. Gọi món. Rồi hàng món rồi. Cuối cùng. Qua lượt em tự với em á lượt đó. Vậy là công bằng rồi. Hủ tiếu đi chị Hương ơi. Hủ tiếu. Hủ tiếu. Em bánh canh. Bánh canh. Rồi hủ tiếu bánh canh. Thì Hằng với Tùng cũng có bún riêu luôn. Xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng bún riêu nha. Rồi. Vậy là công bằng rồi. Hồi lượt nãy là Tý với Thái, lượt này thì, Tung với Hằng bốc thăm hên xui mà cũng công bằng luôn. Hôm nay cuộc thi hên xui thôi, người nào hên là người đó thắng. Lâu quá mình không có đi quán, hôm nay ra quán cũng vui vui. Thì Hằng với chị Trâm hai người ăn bằng nhau luôn, hết luôn. Rồi tô ăn một tô tóc hành luôn, ăn một tô có hơn 1 phút mấy. Rồi, Thúy Hằng xong luôn. Rồi. Có quyền, hai người thua có quyền bốc thăm trước đi. Đấy. Cái gì Thúy Hằng? Đưa ra nghe. Rồi tiếp tục đường tông nữa rồi. Rồi, đường tông là ngứa đầu luôn. Vậy là ngứa đầu là biết rồi phải không? Qua lượt. Qua lượt. Vậy là chị Quang chị Trâm à. Rồi cộng thì ăn mình đi em. Con tông nữa chị ơi. Qua lượt. Tô duy nhất, một qua lượt hết hết rồi con, chỉ còn có giải 50 cây với lại mọi món nhóc luôn. Rồi. Bắt đầu là cái. Rồi bây giờ tới chị Trâm ăn một mình. Ăn đi em. Chúc mừng em. Chúc mừng em ăn ngon miệng. Đổi món liên tục luôn. Mới vô làm trên cái này có bộ ngon cái tô vừa rồi ngon lắm em. Tô này cũng vẫn ngon nè em. Còn vài tô sao ngon nữa. Cái tô bắt đầu tô thứ 4 đến thứ 5 là bắt đầu ngon dữ nữa. Hôm nay cái team ống thịt đồng quê lại làm gói chủ quán á. Ăn mình không gung quá nè. Bắt cỡ vậy. Bắt cỡ gung cái gì à. Nhớ mày nghe. Làm ăn mà được có người đẹp chăm sóc nước thôi rồi hạnh phúc quá. Từ gung. Từ mà gung anh Tông ơi. Cố lên Tông ơi. Cố lên. Tôi mới 2 tô nhiêu? Tiếng tô, thấy tô, hàng tô hả? Dạ. Tại Tông ăn nhỉnh hơn tụi em Tông chấp á. Nói gì đỡ bắt cỡ. Tại miếng qua lượt rồi nha. Cái số đen nữa đen à. 6 miếng qua lượt thôi. Ừ. Nhưng mà còn 50k. Hồi nãy giờ 50k chỉ có 1 tờ à. Có mình tung hơn à. Hôm nay giải thưởng cao đó nghe, thấy hàng tốt hơn nghe em. Em ví dụ như em bắt cứ một tô 50k, cái tô 50k, tô 50k, ăn ủi cũng được phần nào Nhân ơi. Ừ. Có cấu để giành lại quyền lợi những ngày đã qua. Ừ, rồi ok em. Ngon lắm hả? Con cứ thoải mái thưởng thức em. Dạ, dạ, em biết ăn tôm ngon, biết ngon. Nãy em ăn tôi uống riêng thấy ngon, biết nước súp hủ tiếu ngon không? Ngon sao anh run quá vậy Tùng? Rồi rồi nghe mình run hả? Để đói chứ chắc vậy quá. Cái áp lực anh. Áp lực tức là mỗi người là mỗi cái tô à, em hai tô. Hồi nãy nói em chấp mà. Chấp cái món được sung sướng rồi rồi. Chấp mà. Anh nói từ chấp xong em nghe xong em nhục. Em nhục nhưng cá nục không? Từ từ mà hấp nóng anh nghe Tung ơi. Nóng lắm, nóng hỏi vừa ăn luôn đó. Bữa nay quạt trời không có gió. Ừ. Thường thường quạt trận hay quạt trời. Wow, ngon ha, đồ hộp mồ hôi. Ngon, ngon. Nhìn biết ngon. Hay quá anh Tông. Ngon, ngon, ngon. Chúc mừng anh. Cái này tặng cho anh Tông. Rồi, tặng cho anh Tông trước luôn. Cái này. Vui. Vui, hết xui đây, vui. Chấm giòm luôn đây nè Hằng ơi, khoan hơi mở. 50 trong đó nhóc luôn em. Đây 50k quá lượt luôn rồi, xong rồi hai em xả 50k quá rồi, có thể ăn hả tí ơi, rút tiền tí ơi, rút mình mạnh tòi tí ơi. Trời ơi, hay quá. Ăn gì hết? Hủ tiếu luôn đi anh. Hủ tiếu đi em. Dạ. Ai cũng có 50 cho rốt mình em chưa có gì. Đây có đâu. Thôi, em có đâu. Rồi ok. Em được 2 tô nè. Anh mới được có 2 tờ Hằng ơi. Lấy 2 tờ được 2 tô ngon rồi. Chậu. Rồi ok. Qua lượt 3 vòng. Cảm phiền ăn mình với em. Tại em đem. Qua lượt được 3 vòng là ông gọi món, tuần sau được 50. Rồi em mời mấy anh chị nha. Rồi, cứ tự nhiên em. Còn dài em ơi. Còn dài mà không sao. Dạ, đổi muỗng em, đổi muỗng bự nè. Bự rồi dễ hấp. Cho dễ hấp. Ủa mà muỗng này nó nhỏ quá. Cái muỗng đó, muỗng ăn cơm sườn. Cái muỗng luôn rồi tí, thủ thẳng luôn rồi tí. Ý anh nói là anh từ đây tới về sau ảnh được qua lượt lại gì 50k trước. Ừ. Cái muỗng đó nó... Không kệ ba của em trai bị bệnh. Em trai đi săn sóc, bữa nay em trai về gán ăn đi cho có sức nghe em. Vậy hả? Hôm nay ở bệnh viện nuôi ba. Rồi, cảm ơn em nhiều. Ôi nó mát dữ ta. Ừ. Má kiểu này chắc xin 3 tô nữa quá. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Rồi xong luôn. Rồi bóc tôm em ơi. Bóc tôm luôn em ơi. Em kiếm cái nào cái bung bung quá, nãy giờ em bóc rồi là cái này là không, cũng không phải anh bỏ vô cái keo nữa. Cái này chị em bỏ vô á, anh không chỉ gọi món nữa hay gì rồi. Cái này chị bỏ vô chứ anh không bỏ vô. Em thấy không? Thấy chị gọi món. Rồi vậy là Thái hôm nay đen rồi. Gọi món luôn. 50k luôn. Thấy ăn gọi món luôn. Này vậy rồi ca là cái này nè. Có quyền. Đâu rồi? Đi trước hình quá. Đủ luôn tí rút hết. Rồi ăn gì kia đi tí tung ơi. Không có kêu à. Dạ. Đây chưa. Cơm được anh Văn. Được, có quyền. Làm em dĩa cơm hả chị? Rồi cơm luôn đi. Hai dĩa. Cơm. Ăn gì? Món hết trơn luôn hả? Ừ. Phải rồi em. Hồi nãy một mình anh ăn rồi ba em trời kẹt hè. Bây giờ bên cạnh ba em ăn anh cười. Thôi vậy tiếp tục cơm. Đây cơm sườn. 50 đó. Luôn chưa? Ăn luôn á. Thí Hằng ăn nuôi em. Ăn canh. Rồi, ăn đây em ba em. Thấy mà màu đen nãy giờ chưa có qua vòng qua con lượt một hả Thái? Bà có một lượt còn mà em chưa có tiền anh ơi. Chưa có tiền hả? Hơi bị đen rồi. Chưa có tiền. Tí có phải không? Tí Hằng có, Trung có. Có bọn Thái chưa có rồi. Em ba lần rồi. À, có bọn Thái chưa có rồi. Coi lại coi. Mày 3 lần rồi nó nói. Hai à. Phải 3 mày. À. Ơi 3 rồi. Ông ăn 2 tô mà bóc hết đó em thấy là. Em cứ qua được thôi. Chưa có 5k hả? Có 2 lần à. Vậy thì ăn cũng còn đen. Qua được hết rồi. Cái đầu tiên là vô là tôi làm 50k. Nhưng mà bóc mấy cái 4 lần chứ nhiều. Ăn hết 2 lần. 5 lần. Ở trong là chủ quán có gì em cứ gọi cái đấy, thích ăn gì gọi nấy, không bắt buộc món ăn. Em làm 2 tô kia dắt này bắt đầu em thấy ăn cơm em thèm cơm nữa đó. Rồi. Thì bóc gọi món em gọi cơm em. Không sao hết, cứ bóc gọi món là ăn cơm. Đi lấy cái đầu kéo hồi tiền bay đây. Bóc hành luôn. Rồi giác này giờ thấy qua lượt 50k vậy đi. Chứ thấy mà đen nữa vòng 2 vòng nữa thì dân dấp. Thấy đấy. Cùng lắm là nhường anh chỉ có tiền đó thôi. Ừ, cùng lắm hả? À? Chứ có muốn không được. Hay quá anh ơi. Rồi ba em đều hết luôn. Quả dữ. Bọc trước. Rồi bọc trước chồng lại luôn Thái, chồng lại luôn em. Cho nó gọn. Bây giờ bóc cạp, giờ bóc trước. Chủ qua rồi. Ai biết đâu liền qua đây tưởng đâu là để anh bắt sau cuối cùng. Qua lượt. Thế Hằng qua lượt. Có cái nào lọt. Gọi món. Mới hé chữ này là thấy gồ trời. Rồi gọi món nữa rồi. Gọi món luôn hả em? Qua lượt. Hết qua lượt luôn rồi đó. Rồi 50k gọi món rồi mà. Hết luôn hả? Cho em dĩa cơm Trương ơi. Đúng rồi, thèm có là thiệt. Hết qua lượt rồi còn 50k gọi món. Ok. Cho em tô gì có nước nước đi. Rồi tô gì bóng riêu gì đi em ơi. Rồi Thế Hằng gọi gì? Em qua lượt mà. Qua lượt hả? Bún riêu. Rồi mấy người ăn? Hai. Gọi chưa? Em với Thái. Gọi chưa? Em gọi con. Có gọi không? Bảy ấp không hay gì súp rai gì xanh xanh đó chơi xanh đó. Trời. Vậy là Thái quá đen rồi Thái. Đen quá đen Thái. Tháng này đen anh ơi. Đen hả? Tháng sau đỏ lại. Ừ, đen quá. Giống chị mà 2 tháng rồi vậy. Bắn lu bu luôn. Kêu nộp chóng mặt luôn. Lọc không kịp luôn. Cái này đổ mồ hôi này xin giấy nhiều vô chút. Đấy là lao nó hao hơn giấy ướt. Rồi tôm đây đây cho nên em chỉ đó nó không có qua được chứ ai. Rồi có quyền rồi mời anh, rồi dùng đi em. Chà, bữa nay Thúy Hằng buồn cũng hơi đỏ nghe. Đỏ nghe. Đầu bố đọc đến 50k nè, nãy giờ qua được giờ 50k. Thúy Hằng nãy chưa có 50k em? Chưa. Bữa nay mới sáng sớm ra đâu được, giống giấy qua lượt là mừng rồi. Nguyên cục cua nè. Thưởng thức ra cơ. Thưởng thức đi em. Miên Tim mình lại quán nào cũng vậy mà quán đó hết đồ ăn. còn một gà chiến nữa, bữa nào cho lại đấu một bữa nữa. Em tối này chắc em ăn hồi chưa hết luôn ha, phải ăn khi nào hết nổi nghỉ em. Không ý là hỏi là tô thứ 3 thứ 4 gì mà phải là chờ nước hay là không hết nước hết cái luôn em. Hôm nay là tại mình thi kiểu này là cho công bằng, hết nước hết cái luôn. Chỉ ngồi chỉ khỏe mình chỉ nhịp giò kìa. Thêm cái gọi món chia tay với anh chị đó. Cố lên em, cố lên em. Bữa cuộc đời đen quá, từ hồi bò hút tới giờ khỏe mình. Nó qua cái xui luôn đó. Qua xui đó, có nghĩa là xui đi dẫn mai tới nè. Đúng rồi. Nhưng mà bò hút cái mông giờ không hút cái mông gì đó ngồi cũng chết luôn, ngồi nó có nương. Mà ăn cơm cũng uống nước bò hút luôn. Này là kỷ niệm mới dạ, uống hoài. Ừ. Cứ chờ bạn Thái cái. Chờ bạn Thái hớp xong à bắp. Cơm nó ngon lắm hả? Tới đây hủ tiếu bò kho cũng ngon lắm thấy hằng. Thử coi. Có cái cục chả ha, ngon lắm. Mình lỡ mình lúa đổi món rồi, cái mình kêu cơm sườn. Dạ. Cơm sườn là mình đi làm nấu cơm á, mình cho nó cầm lại nó lâu đôi. Ừ. Không dòng sau nếu mà em đi ăn nữa là em sẽ ăn cơm. Ngon. Ừ. Cơm ngon em. Ngon luôn. Rồi ngon vậy rồi, chuyến này gọi món ăn cơm. Xin mời em Thái cốc trước. Không thấy Thái mà nó lấy cái muỗng trở về là tinh thần chiến đấu còn. Còn. À, giờ này cũng đã được rồi. À, ok em. Rồi. Nhưng mà em không có tiền. Rồi không sao. Giờ khi nào bà xã anh bỏ dư qua được không ta? Wow. Như cái số em là 50k thôi Vinh Trân ơi. Rồi. Rồi hai em qua lượt, còn bên nói thì ăn. Qua lượt. Rồi, qua lượt. Qua lượt hết luôn rồi. Rồi, bóc lại nữa. Khoan. Có mỗi tung được 5 xị. Tới là 50.000. Rồi bắt lại. Mình ăn kỳ vậy đây như không rồi. Rồi nè bắt lại nè. Đây. Thì chắc bà xã bỏ lộn cái qua lượt hơi nhiều rồi. Cái gì chữ mờ chữ nào vậy trời. Giống chữ nào quá vậy? Rồi. Món á. Cơm với. Rồi cơm. Bữa nay là cái của em là cái 50k. Rồi. Món nữa nè. Rồi tí qua lượt luôn. Wow. Món. Anh tí qua lượt. Đổi đi. Rồi vậy là cái giọng này hai người ăn phải không? Hai người ăn. Tung là 50k đúng không Tung? Em rút rồi anh ơi. Rút rồi hả? Em cơm. Nè em còn ship lại nè. Rồi ok. Rồi có cơm luôn em. Cơm em. Ăn gì? Cơm luôn đi. Cơm luôn. Hai phần cơm luôn. Rồi ăn luôn đi Hằng. Chưa, ăn trước bóc chưa? Ăn trước cái gì? Có trước ăn trước luôn đi em. Ăn trước đi làm. Đúng rồi. Khỏi mất công thời gian ngồi nướng miếng. Rồi. Ngon nhất là cái chả là ngon lắm. Dạ. Quay xong anh ăn dĩa thử anh biết ngon dở. Anh ăn là phải cỡ 3 dĩa nó mới đã chứ. Chắc khoảng 5 dĩa. Cái mà làm dĩa nữa nó mới thấm từ vậy đó. Phải 5 dĩa. Cái thịt nướng nó ở ngoài ấy chứ nó giòn giòn nhưng mà ở trong nó mềm ngon lắm. Dạ. Vậy mai mốt chuyến sau cho anh ba ăn 10 dĩa. Em bồn cáo ngon cho anh ba ăn 10 dĩa. Thử không ơi. Chị ai đó cho em xin giấy thêm luôn hả chị? Con nè. Còn bỏ dưới thêm luôn đi. Đây ngồi nghe nắng nữa nè. Nè lúc này cũng sắp lại đi. Chủ quán làm không kịp rồi. Không kịp rồi. Đem ra là đây ăn hết dĩa rồi em ơi. Không dĩa. Bên đây. Chót quá. Rồi em dùng luôn. Rồi ai dùng đi em. Đĩa mất tiêu rồi, chơi hai cái bổn luôn đi. Thế nãy giờ hình như 5 hay gì đó rồi. 5 phần ở đây. Vô cái chỗ cội mốt không vậy nha. Thế này bị đen. Trời gọi cái trắng màu ấy mà sao không đen đi. Gọi nắng quá nên đen đó. Rồi thì hàng hết luôn. Không chờ hết em. Trời. Chị cái thế này thì đen rồi. Sức mồ hôi em thấy. Nắng nữa. Bóc luôn em. Đập hoài. Vô túi anh cũng hết rồi. Có 10 phiếu 50k là trong túi anh 5-6 gì rồi, tí 1 rồi còn 2-3 gì đó mà. Cảm giác không nổi vô tay nghe thấy. Em cũng gắng cố gắng em bóc thêm một lá thăm nữa coi. Rồi ok. Không? Rồi. Có được 50k rồi ăn. Rồi ok em. Trò chơi thì mình lúc nào mình cũng không ép anh em, anh em ăn thoải mái tự nhiên, khi nào đã thì nghỉ. Không ấy thấy rồi, bây giờ em mượn chị Hương gì á đổi tay bóc giùm em đi chứ số em nãy giờ đen quá rồi. Cái nãy chị thử chị bắt là chị gọi món rồi đấy thôi. Em phải dùng hết cái dĩa này mới được. Đúng rồi. Dùng hết cái đó mới được, có quyền bắt chứ chưa hết là chưa có quyền bắt. Sao em nhất quyết định em bắt là mượn chị Hương giùm. Đá không lấy đá nha. Phải một miếng đá chứ. Em xin miếng đá chị. Đá cho thêm đá đây. Anh em thông cảm chứ nha, tại vì 5 tô hay gì ăn lên hơi chậm xíu rồi. Cũng hơi bị bơi chút rồi. Cố lên em. Cơm hai gì đó. 5 phần rồi đó, thấy 5 phần rồi. Thôi Ngưng thôi. Chắc em giật chơi quá. Rồi ok. Rồi Thái qua lượt vô tay đặt hàng luôn. Thái cũng anh em mới, thành ra ăn thì mới ăn đây thôi, chưa có quen gì lắm. Rồi, còn 3 người. Rồi, anh bắt trước nha anh. Thái ra người dắt rồi. Như vậy đó. Ngon quá. Cái gì mà còn món không à? Chiếm chữ món luôn hồi xui 5 phần rồi. Dạ đúng rồi, cái văn này là mới kêu được chữ gọi món nè. Qua lần rồi, tiếp qua lần luôn. Trang dĩa con chị ơi. Đang thèm. Món là em món hả? Ê cho 2 phần. Con tóm lại. Đây nè. Bỏ lại xuống đây. Tiếp tục, ăn cũng cơm luôn em. Mời tí hàng nha. Cơm dễ ăn hơn á. Cơm ngon dễ ăn hơn. Xì cho bằng chiếu luôn. Ăn đi em. Để trước mặt chịu không nổi thôi. Rồi. Mời anh. Mời em. Mời anh. Này này khỏi, bữa nãy bởi em lỗi chọn rồi gà canh tung. Đắng cay. Bây giờ em nhảy qua bên kia cũng mấy à. À. Tối ngày cái ăn hơn nó thì không nói vô thừa, hơn nó thì không thừa không. Rồi xui với lại gì nói thừa không. Cơm, cơm mình thấy rất là ngon. Rồi chứ anh cũng thông cảm hay không? Anh em làm quen rồi dẫn chơi có biết rồi nói chuyện hơi chút rồi cũng thông cảm nha. Không sao rồi em. Đừng dặn em xin bụng vậy mà. Giờ còn ba người để ngang. Cô ấy cái đặc biệt thôi. Rồi đem sẵn luôn. Nước đá em á. Đến đây anh Tùng. À. Dạ đến đây. Không, anh nghĩ đến đây cũng chẳng được. Không có. Cho mượn để chỗ để nè, cho mượn chỗ để. Phan đem cơm lên nữa em ơi, Phan cho nước mắm nữa. Trong lên đợi đi thấy. Cái này tại của em thua cột, em để dưới đi chứ cái cơm còn kỳ. Khoan em câu rồi nữa bé ơi. Đợi em còn ăn cái món khác nữa. Ở gọi món nó ăn món bò kho. Nước bò kho. Ngon quá. Bởi vậy người ta khỏi bắt thăm thì kêu trước luôn đi. Dạ em có cái bò kho. Đó vậy người ta bánh quy nít. Kêu cái gì? Tôi tiếng bò kho trong cái vòng này chỉ bán được 50k cái chỉ giờ tới vòng sau nữa này nha. Với con nhọc đó là chảy rồi. À giờ có ngàn nào chưa ăn? Chưa, chỉ qua lượt thôi. Đi hàng nãy giờ chỉ có qua lượt thôi. Ở đây không có 1.000 nào luôn, tí thì được 50 à. Còn nhiêu con túi của chị Trâm không? Chị Trâm bữa nay hên. Vòng được 5-6 miếng gì đó. Là trong đó có một cái giải đặc biệt hay sao? Đúng rồi, có giải đặc biệt mà cuối cùng người ăn á. Dạ. Sao đầu tiên em không có được giải đặc biệt cho rồi để ta. Có cái người cuối cùng người ăn là tức là em ăn nghỉ xong cùng á. Tưởng đâu có giải đặc biệt cũng chứ. Không có giải đặc biệt nào trong đó. Rồi bóc đi tí tung. Qua lượt. Bắt trước này đây thôi em đỡ rồi quá. Lượt nữa. Đây này qua lượt không vậy? Cái gì? Chữ món. Rồi. Mình lên tới Tung ăn luôn. Này, chưa nó mặn. Lúc đó có cho thấy thằng cờ kìa. Chị cũng không quên hết đâu. Chị không quên. Rồi ăn đi em. Bây giờ có tiền chưa? Rồi, siết xì chấm ơi. Mình thôi đang ăn xì chấm ơi. Được 50.000 đi đường rồi. Tôi chẳng mắm. Khẩu trang luôn đi. Đúng quá hả? Thấy hàng 50.000 đúng quá rồi đúng rồi. Còn nhóc luôn kìa. Còn nhóc 50k không à? Còn hình như là còn nhiều lắm á. Còn 4-5 tờ gì mà không biết nữa. Cái vụ gọi món cũng hết rồi. Ừ. Cái hên hôm nay tại bà xã anh bỏ vô anh không biết. Trong này nhiêu tờ thôi. Mấy dĩa mà cái này cũng còn đói run tay ta. Ừ. Nãy gì ăn hết 2 dĩa cơm, tô bánh canh, tô bún riêu, 2 tô bún riêu, tô bánh canh. Cũng 5-6 phần rồi đó. 2 dĩa cơm, năm rồi. Rồi xong. Tiếp tục. Qua lượt. Hên quá ta. Sao qua lượt không vậy? Qua lượt không hả? Qua lượt nãy giờ nhiều dữ lắm luôn hả? Nãy giờ đói luôn, ngồi đói luôn. Qua lượt luôn. Mà sao mà quá lượt quá trời luôn mà có lượt à? Lượt một. Rồi lượt một bóc lại, Bóc lại nghe không? Đây. Cái này là mà hôm nay mình sẽ lòng. Món này quớt. Rồi món. Quớt. Nãy giờ món luôn. Không dám bung ra. Gì vậy thế anh? Rồi món hả? Rồi. Em mà biết rồi. Thằng ăn gì gọi đi em. Hả? Thôi cả nhà cùng vui. Rồi. Đấy là cơm rồi luôn. Bò kho này đang hủ tiếu bò kho ngon á ha. Vậy là xì chôm hôm nay anh vụ 50k lên 1k, hồi nãy giờ cũng ăn cũng nhiều nè. 6 rồi nè. 6 phần đó em. 4 con. 4 con, một hủ tiếu, một bún riêu. Trong thùng kiểu qua lượt quá trời luôn mà em toàn là gọi món không mà đấy, gọi món là bắt hết rồi. Ừ. Nếu mà ăn cái món này bột bột hơn. Thu Anh nấu nè. Thu Anh nấu à? Cái đầu nghe xì chôm nó ăn ngon ai biết. Ừ hả? Qua nó ngon mà. còn khủng hoảng luôn. Em bị tại ba cái liên tiếp, đá ba cái liên tiếp, nếu em chần chờ giờ ví dụ như nãy giờ mình dừng là phải dừng bị dừng luôn. Giờ em không qua lượt xe kẻ mới khỏe. Em phải xe kẻ mới khỏe. Rồi tí xong. Tí quá hay rồi. Rồi. Cố lên em ơi. Rồi xong luôn. Khỏi ốp nước thằng. Khỏi ốp nước, hãy chua khỏi ốp nước em. Chắc bữa nay ngủ quên nó gì đó chua. Hả? Em gắn hút chơi vậy không bằng em. Rồi ok em. Rồi xong xuôi. Để em nọ tôi có nói nè. Để ăn uống hết nổi, nó do ỷ anh nọ. Anh không nói à. Nói vậy. Rồi, tiếp tục. Bây giờ anh chỉ nói em. Có ăn nói không à, đó. Thí Hằng mà. Là chiến đấu cuối cùng chứ. Sao qua lượt gì vậy trời. Qua lượt con. Tiền, qua lượt. Rồi. Cũng như là bóc lại khoan chưa có bóc lại đâu em. Anh phải rút anh mới bóc đó. Quá lại không lên luôn này nào trước đây chút xíu em. Cái gì trong đó qua được gọi món thứ hàng em 50k anh không lấy hết rồi. Dòm chứ không có thấy nha. Kiếm 50k nó vậy á. Ai được miếng giấy. Tung gọi món em. Gọi món anh. Giống chữ qua lượt cái gì trời. Qua lượt. Qua lượt. Có nước cái chị ơi. Qua lượt con mời anh Tung à. Cho anh mừng chúc mình cho chị Trung. Rồi. Đây em chị Trung. Một tô luôn. Cái tô đẹp quá. Rồi hủ tiếu lụm đi em. Ben không mạnh nào. Ống từ từ Tung ơi. 7 rồi đó, con này nó 7 nè. Hả? Lên nó ơi. Thì khi nào hết nổi với tay em không sao hết. Sùng Sinh ơi, chị chấm Sùng Sinh ơi. Mới vô làm nôn cũng nha. Qua lượt rồi ha. Không, nhưng mà lỡ em có thua cuộc cũng không sao, tại nãy em 50k quá nhiều rồi. Đúng rồi. Cũng không sao. Hầu như 50k ngoài bàn là ảnh chiếm hết 6 rồi. Rất 70% rồi. Em nói vậy. Nói. Bây giờ ví dụ em có ăn tô này qua nữa không? Còn nếu em bắt nữa em ăn nữa thì em đóng lại em ăn. Ừ. Còn cho em xin đầu hàng nữa. Rồi đầu hàng ăn hết tô đi em. Rồi. Bỏ tội chết em. Hết luôn. Ra cố gắng ăn hết đi em. Còn có chút à. Rồi anh chị. Rồi Thúy Hằng với Tí bóc đi. Tí Tung xin thua rồi. Cố lên Hằng ơi, cố lên gọi rồi. Món. Thua gọi món. Chuột gọi món luôn. Cười, cười. Cười à. Không thiếu. Em ơi xin thua rồi, cái nước này em hấp không nổi đâu rồi. Rồi tùy em. Một tô Tiếu, một tô gì nữa. Đấy, chiếc cơm đi. Một chiếc cơm. Một dĩa cơm, một tô Tiếu. Rồi, thêm một tô Tiếu nữa. Ăn hết ba quán lượt luôn. Đây một quán. Ở quán bên kia. Gọi ba quán lượt luôn. Đằng kia có một quán nữa. Ba quán. Tiên mình ăn lần ba quán luôn. Một quán không đủ đồ ăn. Quán bên kia qua luôn. Rồi lắm. Chú bạn ơi số thôi. Nhìn mấy này ăn dữ quá chứ chú. Được rồi, được rồi. Sao rồi, sáng ngày nắng tốt. Mình phải kiểm tra coi được như tờ. Thua chứ mình coi được mình mấy tờ. Wow. 5 tờ. Không dám đâu anh. 1 nè. Ừ. 2 3 4 5 6 tờ. Hay quá. Có 10 tờ mà em lụm hết 6 rồi. Quá hay. 6 tờ là được 6 6. Được 6 tô rồi đó. Thấy chưa? Đóng chị nói là tiếp 6 không. Vậy là sẽ cho lụm 6 phần này nhưng mà ăn là 7 phần. Ăn cho bụng là bị 7. Vậy là hay rồi. Dắt này anh em nào cũng sung sinh rồi đây. 6-7 phần cơm hết rồi, 6-7 phần cơm đồ ăn hết rồi. Có dám vỗ một tí em vỗ dưới nhà. Cơm hủ tiếu, bún riêu là 6-7 phần cho người hết rồi. Sung sinh dữ lắm rồi. Coi là cuối cùng ai là Tí với là Thúy Hằng nè. Rồi sao Tí? Hai người. Nuốt xe thấy chậm quá vậy anh. Chắc giờ tay hoàng quá anh ơi. Giờ tay hoàng hả? Không hỏi rồi. Coi như là hết chừng nổi sao em? Quá ngon. Ngon quá không? Ok em hết. Coi như là em giải từ cuộc chơi cũng như là tức là coi như là cái giải này em không có chân tay chân trong này nha. Dạ. Ok. Rồi còn mời Thúy Hằng. Hết tàu đó thẳng luôn em ơi. Còn không hết là thôi nha em. Không hết là có phần quà anh giữ lại. Nếu mà phần quà đó anh Sơn giữ lại là chỉ có hôm nay là chỉ có xì trong là tiền nhiều nhất thôi. Ừ đúng rồi. Cố lên em ơi. Khỏi hả? Khỏi phụ hả? Rồi, kheo kheo, chỉ vậy nè. Khỏi phụ thì được, mà ăn phụ là không được. Ừ. Tại vì anh lo anh chưa xong nữa. Còn cái gì? Nhiều cái anh hả? Phụ lắm chứ mà không được. Phụ hả? Hôm nay ba thanh niên thua một người đẹp này hả? Thua cái thằng ăn giỏi mà hên nữa. Cái thằng này cái phần này cũng thằng thứ 8 hả thằng? 7, 8 gì phải không em? 7 à? 7 phần này cũng dữ rồi, tại trong đó có bún riêu, hủ tiếu, bún đủ thứ. Có đồ nước rồi trong đó nhiều. Hết xong này á, bọn em cái làm giùm luôn á. Anh Đông lấy 2 triệu đó qua giùm em là tao tay em lấy liền luôn á. Cố lên thằng ơi. Bình tĩnh mà rung em, bình tĩnh mà rung. Cũng sung sinh gì lắm rồi. Thì ta được 50k ta để ngoài người ta giặt cái ghét không? Không có túi, không có túi. Có mình thái lỡ xui vậy. Tại không có 50k nào cho đấy. Không có đồng bạc nào cho anh ơi. Sao đen với em? Thôi đợi chiếc sau đi em ơi. Chiếc sau để anh lấy mấy cái phiếu này anh sắp lại. Chứ chính tay anh sắp mới được. Chiếc này sắp hơi bị lộn xộn rồi. Ra không ăn, có quyền bỏ ra. Cái hàng đâu cho thua đâu. Cái hàng đâu mạnh mà dữ lắm. Bây giờ cố gắng lên chứ sắp. Hồi sớm giờ công tình hồi sớm giờ đó, cái lúc này là kết quả cuối cùng nè. Cố lên em ơi. Hơi bị dằn chút. Quá hay. Ngon không chị Hằng? Một triệu 90.000 đó em, cục thịt đó 10.000 nữa. Đúng rồi. Em ăn không xong cái cục thịt đó là 2 triệu là nó dột qua tập tay liền luôn à. Đúng rồi. Được rồi đó. Rồi. Đó còn được 5.000 nữa, 5.000 mới vô 2 triệu rồi đó. Tính từ đồng luôn á. Từ từ thoải mái em, Tại giấc này là cái group nó quá căng rồi. Từ từ thoải mái em. Cứ từ đó. Nó còn được 2.000 đó, rồi đó lộng rồi đó. Xong rồi đó. Bang Đâu em đếm giùm anh coi bao nhiêu phần ăn vậy thấy? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 10 cái dễ kia nữa. 12. Bên đây là 9, 12, 21. 21 phần ăn. Quá dữ luôn. Rồi trả lại anh Sơn. Còn cái này giữ lại nha. Để cho thấy thằng tính nói gì kìa. Để thằng ăn hết cái thằng tính nói gì kìa. Ông Thưởng thắng rồi quá em. Em cũng mừng mắt mà, nhưng mà em chia sẻ lại cô đái sớm rồi. Không có được phần nào. Cô gắng ăn hết sức rồi. Rồi 1 triệu này em chia cho ba anh em, phần của anh Thái là 400. Rồi Thái 400 tí kia. 600 kia anh tí anh Cung. Rồi cảm ơn em. Rồi cái này mình đổi nha. 4 anh em ăn 21 phần, quá dữ luôn. 22 á. Mấy anh em mình đây cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe, dành năng, chào hẹn lại, bye bye.